đó bạn khách nói mình là xe của bạn mua chạy 60.000 cây mà bogi chưa hai, xe vẫn chạy được. Đây mình đang có xe chạy 68.000 cây bogi chưa hai nè. Đó, bogi nằm đây chưa hai luôn nha, chưa động đi ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái bogi này ra cho bạn coi cái xe chạy 60.000 cây cái bogi sẽ như thế nào nha. Ok, đây sẽ tháo ra cho bạn xem ha. Ở chiếc quay thì chúng ta sẽ sử dụng bogi chân ngắn A6 RTC màu xanh, nhiều rất là đơn giản, nhiều khá là thôi. Cây như thế nào nha. Đây, bogi sử dụng 68.000 cây bogi hãng nè. Chiếc xe của mình tháo hôm nay chính là quay RS110 nha bạn. Đây là một cái bogi sử dụng sao 68.000 cây chưa thay. Đó, sao 68.000 cây chưa thay thì một cái bogi khi bạn xài càng ngày thì cái chân nó sẽ càng mòn và đòi hỏi nó sẽ càng nhiều. Còn đây là một cái bogi mới nha bạn. Đây, đây là một cái bogi mới nè. Đó, bạn thấy khoảng cách đánh lửa nó sẽ gần hơn và đầu điện cực nó sẽ còn rất là mới. À, vuông nhất như thế này thì tầm hoạt động của nó tầm khoảng là 10 đến 15.000 cây là bạn phải thay một cây mới. Còn đây là cái bogi các bạn sau thời gian sử dụng là 68.000. Đó, rồi sẽ so sánh sự đánh lửa của nó nha bạn. Bogi mà thấy lửa nó sẽ bị ngắt quãng không? Đó, ở tua thấp nè. Đó. Đó, nó không đều hết trơn. Đó, lên tua cao nè. Đó, một tia lửa có tí xíu, như thế này. Đó. Đấy, điện cực nó mòn các bạn. Đấy, đánh lửa thì vẫn được, nhưng mà hiệu quả làm việc nó lại không tốt. Đó, còn đây là một cái bogi mới. Cái điện cực bạn thấy nó còn sát bên không? Khoảng cách hở cái điện cực này là 0,7mm nha bạn. Ha, 0,7mm. Đây. Đây. Khi mà điện cực gần như thế này, nó đánh lửa sẽ tốt hơn. Bạn thấy chưa? Đánh lửa sẽ tốt hơn thì các bạn sẽ đốt hết nhiên liệu, tiết kiệm xăng. Đó là lý do tại sao một cái bogi các bạn thường sử dụng khoảng từ 10 đến 15.000 cây các bạn phải thay một cái bogi mới ha. Đó. Chứ thật ra các bạn nói ở cái bogi chạy 60.000 cây chưa thay bao giờ thì nó vẫn nổ máy bình thường. Nhưng mà càng lâu thì điện cực sẽ càng mòn các bạn và dễ bị chết bogi là nó đánh lửa dài như này các bạn. Đó, gọi xe hao xăng nữa, đốt hết nhiên liệu. Đó, thấy xe chạy ngày càng hao xăng. Lý do này nên cái bogi thì chúng ta từng khoảng 10 đến 15.000 cây là chúng ta cần thay cái bogi mới. Nó tối ưu nhất nha bạn. Rồi, đây nè. Đây là cái bogi NGK của hãng nha bạn. NGK của hãng thôi, bogi đơn giản thôi, một cái như vậy khoảng dao động từ dưới 100.000. À, một cái bogi này dao động dưới 100.000, khoảng 80.000, 100.000 gì đó. Mẫu chân dài như vậy, hàng chính hãng nha, trong hãng bán nha. Còn đây. Dạ. Mặt xuống đó. Đây. Đây là bogi Uma. À, mẫu mà mình đang bán, lực bán của mình rất là tốt luôn nha bạn. Giá sản phẩm này chính hãng chỉ có vài chục ngàn thôi. Nó rẻ hơn cái bogi này. Rẻ hơn cái bogi này nè ha. Nha, nhưng hàng của Uma và các bạn mua sẽ không sợ bị lầm nếu bạn mà mua bên trang của mình. Đó, hàng chính hãng như vậy. Các bạn sử dụng 10 đến 15.000 cây các bạn nhập thay một cái bogi mới. Đó, đó là lý do tại sao mình nói ha. Còn có nhiều bạn comment vô nói là bogi chạy 60.000 chưa thay thì ok, chạy càng lâu nói chung là tỷ lệ chết nó càng cao các bạn và nó càng hao xăng thôi. Các bạn thay sớm thì tốt, một bogi chứ vài chục ngàn thôi. Một bình nhớt bạn á là 200-300.000 bạn chạy được có 2.000 cây à. Còn cái bogi á có vài chục ngàn thôi, bạn chạy 15.000 cây bạn thay thì nó quá rẻ các bạn. Đúng không? Ok chưa? À, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc bạn trong ngày làm việc vậy ha. Rất cái bogi mới cực kỳ đơn giản mà mình tháo bogi cũ cái ha. Và sau đó bạn lắp cái bogi mới vào. Nếu mà xe bạn chân dài thì bạn mua một cái bogi chân dài thôi. Còn lắp vào thôi. Đó. Sau cái lắp bogi mới thì bạn chỉ cần gắn cái chụp bogi lại như bình thường ha. Lắp bogi thì rất là đơn giản này ha. Đấy. Giờ chúng ta đã lắp thành công cái bogi rồi. Ok. Lắp. Lắp xe thôi. Rồi, lắp vô, nó mới lên.